tí tủm dần sàng thìn tị ngọ ngoạnh. Theo cái quẻ mà tôi gieo ấy thì bọn Việt Tân là sắp tèo rồi, ngày tàn của chúng nó rồi. Đấy, tôi mọi người cứ để ý nhá, ngày tàn rồi, bởi vì tôi thấy bọn này hết quân rồi, hết người rồi. Nếu như trước kia ấy nó nào là chuyển cả vũ khí về Việt Nam, rồi chiêu mộ những cái thằng gọi là rất là lưu manh, gọi là có ảnh hưởng đấy, trong nhiều năm để chống phá cách mạng Việt Nam. Nhưng mà mới đây ấy, thì tôi thấy là bọn này không còn người nữa. Đấy, nó cử một điệp viên tên là tên thật là Đời. Đấy, thế nhưng mà bí số là 009, bí số là 009, rất hay mặc áo coi như già nhà tu, tức là áo kiểu hay đi chùa một lâu lâu ấy. Đấy, đối tượng này được đào tạo rất là cơ bản. Tuy nhiên là khi về Việt Nam xâm nhập và định tìm cách lật đổ cách mạng, gặp một chị CEO, gặp một chị ở Đại Lam, thì lập tức nó bị chinh phục. Cái con điệp viên này, điệp viên cộm cán này bị chinh phục và khóc nức nở luôn, khóc như mưa như gió luôn. Đấy, mọi người khóc, mình ngồi ngoài mình còn khóc lây vì thấy sao Việt Tân mẹ khổ thế, khóc như mưa như gió, mình cứ bò ra thế này. Rồi mọi người thấy tôi là đúng không? Điệp viên của Việt Tân về để gọi là kêu gọi để xuống đường để chống phá cách mạng mà yếu đuối thế, thì đích thị là bọn Việt Tân sắp đến ngày tàn. Mọi người đồng tình với tôi không? Tàn rồi, Việt Tân nhá, hết người rồi.